mọi người. Rất vui mọi người đến với kênh Cuộc Sống California. Bây giờ Tammy đang ở trong bếp mà Sói Ca gọi phone vô kêu Tammy đi ra ngoài. Sói Ca có cái này surprise cho Tammy mà Tammy không biết là cái gì hết. Bây giờ mọi người hãy cùng đi ra với lại Tammy nha. Ok, để coi chuyện gì xảy ra nha. Ok. Come out and get your birthday gift. Đâu? Birthday gì quá rồi mà. Okay. Hả? Now it's the right hand side. That's your birthday gift. Oh, really? Are you sure? Yeah. This one? Yes. You driving it? Driving? Vô thử à? Yeah. Wow. Sợ quá vậy. Có chìa khóa đâu? Where? Here, the owner here let you drive in it. Thank you. Vì mình surprise mình được quà sinh nhật trễ nhưng mà quà rất là đặc biệt. Phải không mọi người? Yeah. Cảm ơn mọi người nha, mọi người đã theo dõi nãy giờ với Tammy. Bây giờ Tammy sẽ ốp máy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và mọi người nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nha. Ok mọi người, chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ. Bye.